Tin sáng ngày 21 tháng 7, cuộc xâm lược Ukraine của ông Putin khiến Nga mất 1,7 triệu công nhân. Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc vì viện trợ Nga, các ngân hàng có thể là mục tiêu. Mỹ cảnh báo về khả năng hạt nhân ngày càng tăng của Iran. Cựu Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông chia sẻ sau 5 năm sự cố nguyên láng. Bangladesh khai triển quân đội để đối phó với các cuộc biểu tình leo thang. Nghiên cứu phương Tây về luân hồi, mối liên hệ giữa nghiệp và bệnh. Văn Sang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Cuộc xâm lược toàn diện Ukraine theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin đã khiến nền kinh tế Nga thiệt hại hơn 2,2% lực lượng lao động tương đương 1,7 triệu người, báo hiệu những tổn thất kinh tế dài hạn của cuộc chiến đối với nước Nga. Theo hãng tin Newsweek, quân đội Nga đã phải chịu tổn thất to lớn trên chiến trường trong suốt cuộc chiến do ông Putin phát động vào tháng 2 năm 2022. Làm trầm trọng thêm áp lực lên lực lượng lao động đang suy giảm là làn sóng di cư của nhiều người Nga muốn trốn nghĩa vụ quân sự. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế của Nga với được thúc đẩy bởi chi tiêu cao của chính phủ cho quân đội sẽ bị cản trở bởi tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng tăng cùng với tác động của việc tăng lương làm tăng lạm phát. Hãng tin độc lập của Nga Novaya Gazeta Europe cho biết, phân tích của họ phát hiện rằng từ 860.000 đến 1,08 triệu quân nhân Nga đã được đưa ra chiến tranh trong hai năm đầu tiên của cuộc xâm lược. Con số này bao gồm cả những người lính chuyên nghiệp và những người được tuyển dụng trong đợt động viên một phần do Putin công bố vào tháng 9 năm 2022. Ước tính về tổn thất trên chiến trường của Nga khác nhau, hãng tin Economist đưa tin trong tháng này từ 462.000 đến 728.000 quân nhân Nga đã bị thương nghiêm trọng trong cuộc chiến và từ 110.000 đến 150.000 người thiệt mạng. Tính đến ngày 20 tháng 7 giờ địa phương, ước tính của Ukraine về thương vong của Nga đã lên tới hơn 565.600 người, Hãng Newsweek cho hay, bên cạnh những mất mát trên chiến trường, nhiều người trở về nhà sau chiến tranh cũng bị tàn tật hoặc không thể tiếp tục công việc trước đây của mình. Novaya Gazeta cho biết, với việc không có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Putin muốn chấm dứt chiến tranh, số liệu trong nửa đầu năm 2024 chỉ ra rằng số người bị loại khỏi nền kinh tế do nghĩa vụ quân sự hoặc nhập ngũ tự nguyện tăng tới 60%. Ngay cả khi chỉ tuyển dụng lính chuyên nghiệp, từ bây giờ thì nền kinh tế Nga vẫn sẽ mất tổng cộng từ 1,7 triệu đến 1,9 triệu người từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2024. Hãng tin này cho biết thêm rằng một cuộc tổng động viên khác có thể khiến 1,9 đến 2,1 triệu người tương đương 2,8% lực lượng lao động mất việc, gây ra rủi ro lớn cho nền kinh tế. Một hãng tin độc lập khác của Nga, The Bell, tuần này đưa tin rằng phân tích của họ cho thấy cuộc chiến đã thúc đẩy lan sóng người Nga rời khỏi đất nước lớn nhất trong ba thập niên phân tích dữ liệu từ các dịch vụ di cư và cơ quan thống kê của gần 70 quốc gia, cho thấy kể từ khi chiến tranh bắt đầu, ít nhất 650.000 người rời khỏi Nga vẫn chưa trở về. Con số này cao hơn 150.000 người so với ước tính sơ bộ của tổ chức này vào cuối năm 2022. Các quốc gia sử dụng tiếng Nga rộng rãi như Armenia, Kazakhstan, Georgia và Israel là những điểm đến phổ biến nhất. Tờ The Bell cho biết, một số quốc gia không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin và các con số này là ước tính thấp trong khi con số chung gây ra những cơn đau đầu nghiêm trọng cho Điện Kremlin cả về mặt chính trị và kinh tế. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, Washington đang chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các thực thể Trung Quốc viện trợ Nga trong cuộc xâm lược và ám chỉ rằng các ngân hàng có thể là mục tiêu. Hôm 19 tháng 7 giờ địa phương, phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen Ông Sullivan nói, nhìn chung, tình hình không lạc quan. Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp chính các mặt hàng lưỡng dụng cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Chính những công cụ chế tạo vũ khí này đang sát hại người Ukraine và đàn áp Ukraine. Chúng tôi tin rằng Bắc Kinh cần chấm dứt hành vi này vì nó vượt xa các tiêu chuẩn hành xử mà một quốc gia nên có. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết thêm, chúng tôi sẵn sàng thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân cụ thể, bao gồm cả những cá nhân ở Trung Quốc, Ông lưu ý rằng Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh hành pháp vào năm ngoái cho phép Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng giúp ngành công nghiệp quốc phòng Nga có được các mặt hàng có công dụng kép. Ông Sullivan cho biết, chính phủ Mỹ sẽ không để những quyền lực này trở nên vô hiệu. Ông nói, "Chúng tôi ban hành lệnh này để có thể hành động khi phát hiện ra rằng một số ngân hàng nhất định là mục tiêu bị trừng phạt." Cũng tại sự kiện này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết 70% máy công cụ nhập khẩu và 90% sản phẩm vi điện tử trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của nga đều do bắc kinh cung cấp ông blinken nói chính quyền trung quốc không thể đặt chân lên hai con thuyền khác nhau quan điểm của các quan chức cấp cao của chính quyền ông biden nhất quán với tuyên bố được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nato khi đó lãnh đạo nato tuyên bố đại cộng sản trung quốc là tổ chức quy định trong việc thúc đẩy cuộc xâm lược ukraine của nga các đồng minh phương Tây ngày càng lo lắng rằng Bắc Kinh có thể viện trợ vũ khí sát thương cho Nga. Điều đáng chú ý là hồi đầu tháng này, các quan chức châu Âu cho biết các công ty Trung Quốc và Nga đang hợp tác để phát triển một loại phi cơ không người lái tấn công tương tự như UAV của Iran được khai triển ở Ukraine. Tại cuộc họp, ông Blinken cũng cho biết với mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, xuyên Thái Bình Dương và Á-Âu đang mạnh mẽ hơn. Bắc Kinh nên ngày càng hiểu rằng Bất kỳ hành động phá hoại nào cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn, bao gồm cả những hành động gây hấn ở eo biển Đài Loan. Cảnh báo về mối quan hệ giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên, ông Sullivan cho hay, nếu họ muốn làm mất lòng Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta, họ sẽ phải nhận thức rất rõ về những gì đang chờ đợi họ. Iran có khả năng phát triển vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân trong một hoặc hai tuần. Mỹ cảnh báo về khả năng hạt nhân ngày càng tăng của Iran theo tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado. Theo Ngoại trưởng Mỹ, do sự sụp đổ của cái gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, Tehran đang gia tăng nhanh chóng tiềm năng công nghệ làm giàu uranium. Ông Blinken lưu ý rằng nếu thỏa thuận ngày 2 tháng 4 năm 2015 về chương trình hạt nhân của Iran vẫn được giữ nguyên, Iran sẽ còn rất xa mới có thể sản xuất vật liệu phân hạch. Ông xác định rằng đó sẽ là thời hạn một năm. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Iran chưa phát triển vũ khí hạt nhân. Là một phần của thỏa thuận năm 2015, Iran đã hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận này. Các nước phương Tây và Israel nhấn mạnh Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran phủ nhận điều này. Theo giới truyền thông, Iran được cho là có đủ trữ lượng uranium để tạo ra ba quả bom hạt nhân. Ngoài ra, các nguồn tin cũng cho hay Nga có thể giúp Iran phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ quân sự. Nhân tưởng niệm 5 năm sự cố nguyên lãng ngày 21 tháng 7 năm 2019 ở Hồng Kông, đài AFA đã phỏng vấn ông Hasco Smith, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông và Macau trong thời kỳ chống dẫn độ. Ông Smith nhậm chức khi dự luật chống dẫn độ bùng nổ vào năm 2019 và rời đi vào tháng 7 năm 2022. Ông giữ chức Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông và Macau trong tổng cộng 3 năm và ông tình cờ chứng kiến những thay đổi lớn ở Hồng Kông. Đài AFA cho biết trong một báo cáo công bố ngày 19 tháng 7 rằng vào nửa cuối năm 2019, 6 tháng mà các cuộc biểu tình diễn ra dữ dội nhất, ông Smith đã nhiều lần gặp gỡ các quan chức chính phủ Hồng Kông và các quan chức từ Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông, bao gồm cả đặc khu trưởng Hồng Kông lúc đó là bà Carrie Lam và đặc phái viên Trung Quốc tại Hồng Kông tạ phong. Ông Smith nói rằng, trong thời kỳ chống dẫn đổ, các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ đã bị các phương tiện truyền thông thân Bắc Kinh theo dõi nhiều lần. Các phương tiện truyền thông đã chụp ảnh họ gặp gỡ những người theo chủ nghĩa dân chủ và cáo buộc sai sự thật rằng Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc cách mạng màu ở Hồng Kông. Tuy nhiên, trên thực tế, các quan chức lãnh sự Hoa Kỳ cũng đã gặp gỡ giới chức Hồng Kông để hiểu tâm lý công chúng ở Hồng Kông, và giải thích chính sách của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông cho mọi tầng lớp xã hội. Ông Smith thậm chí đã bay tới Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2019 và cố gắng gặp các quan chức từ Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau của Trung Quốc để thảo luận về tình hình ở Hồng Kông. Nhưng ông đã bị từ chối và cuộc họp đã bị hủy vào phút cuối. Ông kể lại, cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc rất khó chịu. Bắc Kinh tiếp tục tuyên truyền bao gồm quấy rối một nhân viên lãnh sự quán và gia đình anh ta những người chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ. Ông chỉ trích hành động của chính quyền Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Ông nói, sự phát triển chính trị của Hồng Kông là một bi kịch. Nhìn lại nhiệm kỳ 3 năm của mình ở Hồng Kông, điều hối tiếc lớn nhất của ông là ông đã không thể giúp đỡ nhiều người dân Hồng Kông hơn do những hạn chế thực tế. Hiện tại, Hanscom Smith, cựu tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông tin rằng người dân Hồng Kông vẫn chưa hồi phục sau cú sốc của hệ thống chính trị Hồng Kông và người dân không biết rào cản ở đâu. Đụng độ Nguyên Láng 2019 xảy ra vào tối ngày 21 tháng 7 năm 2019, một lượng lớn người mặc áo trắng, được trang bị gậy tre, ô và các loại vũ khí khác đã tấn công người dân, nhà báo và các nhà lập pháp ở khu vực trong và ngoài ga tàu điện ngầm Nguyên Láng, Hồng Kông, một cách tàn bạo. Rất nhiều người dân đã gọi điện hoặc trực tiếp đến thẳng sở cảnh sát để báo án ngay tối hôm đó, nhưng 39 phút sau khi báo án thì cảnh sát mới xuất hiện tại hiện trường. Vì vậy, theo báo NTD tiếng Trung, vụ việc bị dư luận nghi ngờ là sự thông đồng giữa cảnh sát và xã hội đen, và nó vẫn bị chỉ trích cho đến ngày nay. Sau sự kiện đó, xung đột vũ lực giữa cảnh sát và những người dân không ngừng leo thang. Vụ đụng độ xảy ra sau một cuộc biểu tình dự luật chống dẫn độ được xem là một hành động đe dọa những người biểu tình ủng hộ dân chủ đang trở về nhà quân đội Bangladesh đã thực thi lệnh giới nghiêm từ ngày 20 tháng 7 giờ địa phương sau khi các cuộc biểu tình sinh viên chống lại hạn ngạch việc làm nhà nước leo thang bạo lực. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong tuần này, theo hãng tin Reuters. Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina trước đó hôm 18 tháng 7 đã cắt mạng Internet và dịch vụ tin nhắn cô lập Bangladesh với thế giới khi cảnh sát đàn áp các cuộc biểu tình tiếp tục gia tăng, bất chấp đã có lệnh cấm tụ tập đông người nơi công cộng. Lệnh giới nghiêm được chính phủ Hashina công bố từ hôm 19 tháng 7 sẽ được nới lỏng trong 2 giờ từ 12 giờ trưa ngày 20 tháng 7 để cho phép người dân mua sắm nhu yếu phẩm và hoàn tất các việc khác theo các kênh truyền hình tại Bangladesh. Lệnh giới nghiêm này sẽ kéo dài cho đến 10 giờ sáng ngày 21 tháng 7 giờ địa phương. Lúc đó, chính phủ sẽ đánh giá tình hình và quyết định phương hướng hành động tiếp theo. Trước khi lệnh giới nghiêm được thực thi, trong tuần này đụng độ bạo lực đã khiến ít nhất 105 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Theo số liệu từ các bệnh viện trên khắp Bangladesh, Bệnh viện Trường Y khoa Dhaka cho biết họ đã nhận 27 thi thể chỉ trong 2 giờ từ 5 giờ đến 7 giờ chiều tối ngày 19 tháng 7 giờ địa phương. Tình trạng náo động trên toàn quốc Bangladesh ban đầu bùng phát do sinh viên giận dữ với các hạn ngạch mới về công việc trong khu vực nhà nước, bao gồm hạn ngạch 30% việc làm nhà nước dành riêng cho các gia đình của những người đã chiến đấu cho Bangladesh độc lập từ Pakistan. Biện pháp hạn ngạch đó đã đang mở lại dạn nứt chính trị từ lâu giữa những người chiến đấu cho nền độc lập của Bangladesh từ Pakistan vào năm 1971 và những người bị cáo buộc hợp tác với Islamabad. Trong năm ngày qua, cảnh sát đã bắn hơi cay và ném liều đạn nổ không sát thương để giải tán người biểu tình trên toàn quốc. Khi người biểu tình đụng độ với nhân viên an ninh, ném gạch đá và đốt các phương tiện. Khi số lượng người tử vong tăng cao và cảnh sát không thể kiềm chế được các cuộc biểu tình bạo lực, chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina hôm 19 tháng 7 đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và khai triển quân đội tuần tra trên phố. Các cuộc biểu tình được cho là lớn nhất từ khi bà Hasina tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm vào đầu năm nay, cũng đã được thúc đẩy bởi tỷ lệ thất nghiệp cao trong số những người trẻ vốn chiếm gần 1 phần 5 trên tổng dân số 170 triệu người của Bangladesh. Các nhóm nhân quyền quốc tế đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Hasina, cắt mạng Internet và đàn áp biểu tình. Liên minh châu Âu nói rằng khối cực kỳ quan ngại về bạo lực và thiệt hại nhân mạng tại Bangladesh trong những ngày qua. Học thuật phương Tây chú trọng ứng dụng thực tế, nghiên cứu luân hồi chuyển thế chủ yếu nhằm mục đích trị liệu bệnh tật, đặc biệt là những căn bệnh mà y học hiện đại bó tay. Do đó, việc xem xét các trường hợp y khoa trong nghiên cứu luân hồi phương Tây sẽ mang lại cho con người nhiều hiểu biết sâu sắc về bệnh tật và cuộc sống. Chúng ta hãy xem xét cuốn sách Ám ảnh từ kiếp trước, bí mật của sự sống và cái chết của tiến sĩ Jameson kể về những câu chuyện có thật trong các ca điều trị của ông. Đây có thể là một tài liệu tham khảo cho những ai đang đi tìm câu trả lời về vấn đề tâm linh. Nó cũng dẫn dắt độc giả đến với câu hỏi muôn đời của loài người, điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết? Hay sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì không? Ca điều trị thứ nhất, một người đàn ông bị teo cánh tay phải do bại liệt từ năm 18 tuổi. Qua liệu pháp hồi quy tiền kiếp, anh ta nhớ lại mình từng là một người lính La Mã cách đây 2.000 năm. Trong kiếp đó, anh đã tuân lệnh tàn sát phụ nữ và trẻ em để dập tắt một cuộc nổi dậy. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi Điều đáng chú ý là người đàn ông này cũng bắt đầu sự nghiệp quân ngũ ở tuổi 18 trong kiếp trước, trùng khớp với thời điểm anh ta mắc bệnh bại liệt ở kiếp này. Sau khi trải qua quá trình hồi quy và đối diện với những ký ức đau buồn này, cánh tay phải của anh ta đã có dấu hiệu phục hồi chức năng. Trong một ca điều trị khác, một người phụ nữ bị đau bụng dữ dội đến mức không thể đứng thẳng. Cô uống thuốc giảm đau nhiều lần trong ngày cũng không có tác dụng. Khi tiến hành liệu pháp hồi quy tiền kiếp, Cô nhớ lại mình từng là con gái của một vị vua cách đây 200 năm. Năm 16 tuổi, cô bị một bộ lạc tấn công cho lúc đi qua sa mạc cùng cha mình và bị đâm vào bụng bằng dao găm. Trong quá trình hồi quy, cô đã giải phóng được những cảm xúc đau buồn và hận thù từ kiếp trước. Sau đó, cơn đau bụng kinh niên của cô đã biến mất, cô có thể đứng thẳng và tươi cười trở lại. Một ca điều trị nữa cho một doanh nhân thành đạt. Người này là một người tham nghiện công việc, Thông qua liệu pháp hồi quy, ông ta thấy mình từng là một chủ nô bóc lột đối xử tàn nhẫn với nô lệ của mình, thậm chí đánh họ đến chết. Trong một kiếp khác, chính ông ta lại là một nô lệ bị đánh đập đến chết vì không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong kiếp hiện tại, người cha nghiêm khắc của ông ta hóa ra lại chính là một nô lệ mà ông đã từng ngược đãi. Những ký ức này đã giúp ông ta thấu hiểu sâu sắc hơn về luật nhân quả và ý nghĩa của cuộc sống. Tiến sĩ Jameson đã tiến hành khảo sát với nhiều bệnh nhân trong trạng thái thôi miên sâu về việc liệu họ có nhận thức được những tai nạn trong tiền kiếp trước khi chúng xảy ra hay không. Điều đáng kinh ngạc là tất cả đều khẳng định rằng bản ngã cao hơn của họ đã biết trước về những sự kiện này. Theo trang tin chánh kiến, điều này cho thấy những gì chúng ta coi là bất ngờ hay ngẫu nhiên trong cuộc sống thực chất đã được định đoạt từ trước và cái gọi là tai nạn tình cờ chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn mà con người không biết được trong mê cung của thế gian này. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN Thời sự đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ và lạc quan. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.